chuyện à? Phim gì? Ừ, chờ mẹ tí nhá. Trung, 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 mẹ soi cho chị xem là hôm nay chương trình TV có phim gì. Lúc 9 giờ, 9 giờ, 9 giờ đây. Đây, 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 đây. Lịch phát sóng bên này. 9 giờ chị? Ừ. Phim Nơi tình yêu đã mất. Phim Hàn Quốc chị ạ. Sao lại nắm tình yêu thế cơ chứ? Tình yêu thì làm sao ạ? À, không phải, không phải. VTC, VTC, VTC. Lúc VTC 9 giờ. Gì? Ừ, đấy. 9 giờ. À, vẫn lại phim Hàn Quốc, vẫn chủ đề tình yêu chị ạ. Nhưng mà là về ngôi nhà hạnh phúc. Suốt ngày. Này con ơi, mẹ bảo này, con ở nhà khóa cửa cho kỹ vào nhá. Ai gọi cũng không được ra mở cửa đâu đấy, kể cả là hàng xóm, nghe rõ chưa? Ừ. À này này này, mà không được đi đâu đâu đấy. Buổi trưa mẹ về mẹ đưa đi học nhá. Không sợ muộn. Ừ. Hả? Cái gì? Này 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 này, con gái con đứa lớn hớ 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 ra rồi đấy nhá. Tự là tự thế nào? Để đấy mẹ về mẹ đưa đi. Ừ. Thế nhá. Chị ơi, ăn bánh đi. Làm gì mà quản con gái ghê thế? Nó lớn rồi nó phải tự biết lo chứ. Ừ. Không quản làm sao được à em? Cái bọn trẻ con 13, 14 tuổi bây giờ á, nó nhiều trò lắm. Ôi, thế con sáu nhà chị đã 13, 14 tuổi rồi á? Ừ. Lớn thế á? Ừ. Chắc nó phải xinh như chị à? Cô này, thế cô chưa nhìn thấy cháu bao giờ à? Chưa. Hôm nào chị cho lên cơ quan chị nhá. Này, nó phải cao gần bằng cô rồi đấy. Mà trắng trẻo, xinh gái lắm. Ra đường khối thằng nhìn đấy. Đấy. Nói đến mới lại sốt hết cả ruột. Này, con gái con đứa 13, 14 tuổi bây giờ cứ như quả bom nổ chậm ý. Mình giữ nó trong nhà, nó nổ lúc nào không biết đâu. Chị ơi, bom thì phải có ngòi mới nổ được chứ. Sao mà nổ được, chị cứ lo loạn hết cả lên là như thế nào? Cô có biết ngòi nó là như thế nào không? Như nào? Đi ra ngoài đường kia kìa, cái bọn trẻ con 13, 14 tuổi bằng con sáo nhà tôi ấy mà, yêu đương loạn xạ. Này, ai lại cái chỗ đông người, chúng nó cứ ôm giết với nhau, rồi hôn nhau thút cha thút chi, chả biết được làm gì nào. Chị Dung ơi, chắc là chị ít xem phim nước ngoài đúng không? Ít xem phim Mỹ đúng không? Ờ. Đây chị xem phim nước ngoài, phim Mỹ đấy, người ta tỏ tình với nhau, người ta yêu nhau thoải mái như thế mà cứ bó buộc người ta làm gì? Mà chị biết giới trẻ gọi như thế là gì không? Là gì? Là sống thử. Sống thử à? Dạ vâng ạ. Sống thử là cái gì? Sống thử có nghĩa là một cái giai đoạn mà chuyển từ tình yêu sang hôn nhân, thì người con trai và người con gái sẽ phải tìm hiểu nhau, sẽ phải khai thác nhau, sẽ phải kiểm tra nhau. Ôi thôi thôi, cái cậu này buồn cười nhở? Sao con gái nhà người ta chứ có phải là cái máy cái móc đâu mà thử với trả thách. Em xin lỗi, thì để em ví dụ như thế chứ ai bảo con gái chị là máy móc. Ví dụ cái gì? Này, tôi nói cho cậu biết nhá, cũng chỉ vì những cái suy nghĩ như của cậu ấy cho nên là nó mới xảy ra nhiều cái chuyện nực cười, rồi cười ra những nước mắt như là ở trên này này. Đấy. Này, xì căng đan của các ngôi sao mà cứ gọi là nổ bùm bùm, cứ như đại bác ấy em ạ. Hết quả này đến quả khác. Nhưng mà khổ lắm cơ, mới có mười mấy cái tuổi đầu đã sống buông thả nên mới mất hết. Chị ơi, con mình thì mình phải biết, chị cứ lo xa để làm cái gì? Rồi. Em ơi, không biết được đâu. Mình thì cứ đi làm đầu tối mặt tắt suốt ngày ở cơ quan. Nó ở nhà, nó bảo mình là đi học thêm, thì mình biết đi học thêm. Nó bảo đi tập thể dục, biết đi tập thể dục. Thế rồi đến lúc nó bảo là đi học thêm kết hợp với tập thể dục, nên cái bụng nó mới lùm lùm ra thế này này. Đấy, ngã ngửa người ra chưa? Ôi, em nghe chị trình bày mà mệt quá. À, chị Dung ơi, sau này ấy, mà em có yêu một cô nào đó ấy, thì chắc chắn em sẽ phải tìm hiểu xem là mẹ của cô ta có giống chị không đấy. Này, chị nói cho mà biết, chị à, kinh nghiệm đầy mình nhá. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Này, mà cậu có biết dạy con từ thủa còn thơ là như thế nào không? Em làm gì đã có con đâu mà biết à? Ví dụ nhá, là buổi tối không bao giờ được đi ra ngoài với bạn trai một mình nhá. Không bao giờ được cho nó chụp ảnh quay phim của mình. Nhỡ một cái nó đưa lên mạng, mất đời luôn. Bây giờ thì đưa lên mạng thì càng nổi tiếng chứ sao mà phải nổi là nổi thế nào, cái cậu này buồn cười thật đấy. Chị ơi, em nói thật chị nhá, chị càng cấm bọn trẻ bây giờ nó càng tò mò. Mà bây giờ chị làm sao cấm được nó? Lên mạng cũng mà đầy. Như em nè, ở nhà suốt ngày mẹ em cứ bắt là lấy chồng, yêu thằng nào kiếm đại để lấy đi. Em chẳng cần mà đến bây giờ em chẳng rung động nào đâu. Thế à? Chị Dung ơi, chị Dung ơi. Hả? Nhắc đến câu này thì em mới nhớ ra một ý. Sao?
Từ ngày về làm với cô ấy, em chẳng thấy cô ấy rung động với bất kỳ một người con trai nào, kể cả là đẹp trai phong độ như nào đi chăng nữa. Này, có khi cô ấy có vấn đề về giới tính cũng nên đấy chị ạ. Anh bảo ai? Anh bảo ai có vấn đề đấy? Thì còn ai ở đây nữa, ngoài cô ra thì còn ai đây nữa. Chị đã có chồng rồi, chỉ còn cô thôi. Ôi trời ơi. Mà một là như thế, hai là có khi đấy chẳng thằng đàn ông nào nó để ý đến cô ấy. Em nói cho anh biết nhá, xinh như em, hiếu gì. Đẹp trai có nhá, nhà giàu có nhá, tài năng có nhá, xe đẹp có. Chẳng thèm, xếp hàng đầy từ đầu cửa đến cuối phố. Thế à? Em chẳng thèm nhá, không để ý đâu. Chị Dung ơi, xinh quá. Anh xem lại mình đi. Có khi là mấy cái người mà xếp hàng ngoài kia, có khi là xe ôm hoặc là bán rau quả gì đó, mà người ta đứng xếp hàng, người ta bán ở phía hè đầy nhá. Chẳng phải là theo đuôi cô đâu mà. Thôi. Trời ơi, nghĩ mình xinh lắm đấy. Thôi. Chị phải đi về đón con Sáo đây, không có muộn giờ rồi. Này, mà từ khi có cái vụ bê bối gì mà báo chí đưa lên đấy, chị lo quá cô em ạ. Ai lại bây giờ đẻ con gái ra, chăm bẵm nó, vun sới cho nó, nuôi nó, dạy nó tử tế, rồi cuối cùng thằng khác nó chém mất. Thế có chán không? Bực mình lắm em ạ. Tốt nhất bây giờ cứ phải giao kỹ. Thôi, chị về nhá. Ai bảo, chị bảo đi đây. Đẻ con trai thì cũng đẻ. À này, chị Dung ơi, nếu mà cần vệ sĩ bảo vệ con gái thì cứ bảo em nhá. Ui giời, tiếp chuyện bà này mệt quá. Này, tôi nói thật với cô ấy, sau này mà tôi lấy vợ ấy, bà kiếm phải cái bà mẹ vợ như này ấy, thì chắc là vào cửa trước mà bước cửa sau sau một tháng luôn đấy. Ngày xưa em như chim sáo. Sáo ơi! Sáo yêu sáo quý của mẹ ơi! Ôi! Sáo đây, chim sáo của mẹ đây. Mama cho em mới về à? À, sao lại mặc cái áo này đi học? Con làm sao mà mẹ áo đồng phục mà. Cái gì? Đồng phục mà thế này à? Giơ tay lên xem nào. Giơ tay lên. Nhanh lên. Giơ thẳng tay lên. Cái con này hay nhỉ? Giơ thẳng. Đấy. Hở hết cả rốn đi này, thấy chưa? Mà mẹ kêu đẹp cái gì? Xoay đằng sau xem nào. Úi giời. Mốt thế này à? Hả? Mốt thế này à? Hở hết hở hát ra, hở trên, hở dưới, hở trước, hở sau. Cài khuy vào. Bây giờ đứa nào mặc như thế mẹ này? Tao chả thấy đứa nào mặc như thế, chỉ có mỗi mình mày thôi. Đâu mà. Đâu cái gì nữa? Chuẩn bị đi vào lấy áo đi. Mới có 13, 14 tuổi mà nó cứ nồng nỗng rồi thì làm sao mà chịu được cái chứ. Nói chỉ cần nghe. Mặc cái áo vào xem nào. Con chẳng mặc đâu, con mặc ra chúng nó tưởng con bị dở hơi ấy. Dở hơi cái gì? Dở hơi cũng được. Kính cổng cao tường cho nó an toàn con ạ. Mặc vào đi nhá. Nhưng mà nóng lắm. Nóng cái gì? Mẹ cứ mặc vào cho mẹ xem nào. Mặc vào. Đấy. Ôi, thế có phải là ngoan không? Thế có phải là chim sáo của mẹ không? Đấy. Thấy chưa? Này, mẹ nói cho mà biết nhá. Ngày xưa ấy, bằng tuổi con ý, con có biết không? Thời tiết mùa hè nhá, 39-40 độ, thế mà mẹ con vẫn phải tống 4-5 cái áo đấy, mà cổ chỉ phải cao tới đây này. Mà bà ngoại nó còn lo nâm nớp ra đấy. 39-40 độ mẹ mặc 4-5 áo. Ừ, con chẳng tin. Mẹ nhìn xem. Cái gì? Giờ mẹ mặc thì kêu kìa. Thế này mẹ mặc như này này. Mà mẹ bắt con mặc như này. Cái con này. Thế mẹ định so sánh với mẹ đấy à? Mẹ có biết năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi không? Mẹ già rồi, mẹ phải mặc như thế. Này, mẹ có mặc như thế này cũng chẳng đứa nào nó dám vồ. Mà có mời nó vồ nó cũng chả dám vồ nhá. Con ý, trẻ trung mơn mởn, con phải mặc kín vào. Nó nhìn thấy là nó vồ đấy. Con có biết không, tất cả những cái vụ mà thống kê từ trước đến nay bị vồ ấy là do ăn mặc hở hang hớ hênh nhá. Cho nên là con cứ cao cổng kín tường cho mẹ thế này. Yên tâm rồi con ạ, nhá. Đấy, thế này có phải đẹp hơn không? Đấy. Này, mẹ bảo này. Thế ở lớp con ấy, con đứa nào nó dùng điện thoại di động không? Điện thoại di động á? Ừ, có. Đây. Ai cũng có. Đấy à? Đâu. Đấy. Biết ngay mà. Điện thoại di động này, rồi internet này. Bây giờ ở đâu nó cũng có cái chuyện đấy con ạ. Cho nên tốt nhất con tránh xa ra cho mẹ nhá. Chuyện đấy là chuyện gì à mẹ? À. Mấy cái chuyện mà... Cái chuyện trẻ con không cần phải biết nhá. À. Chuyện trẻ con không cần phải biết đấy ạ? Ừ, con biết hết rồi. Chuyện gì con cũng biết. Con biết hết rồi à? Vâng. Con biết hết rồi à? Vâng.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi con ơi. Nuôi con bao nhiêu năm rồi, nay mẹ đã dặn như thế rồi. Mẹ nâng con như nâng trứng, hứng con như hứng hoa. Thế mà bây giờ con lại rơi vào tay kẻ ác thế này à con ơi, tôi chết rồi. Thế đứa nào nó giận mày biết hả? Mà nó giận mày cái gì? Mày biết cái gì rồi? Con trai lớp con nó dạy con. Thì giờ ra chơi ý, con thấy chúng nó tụ 5, tụ 3, tụ 7 ở đấy. Thế con ra xem hóa ra là chúng nó hút thuốc lá. Chúng nó cứ ho sù sụ sụ, mẹ buồn cười lắm ý. Giời ơi. Em cứ tưởng đó, cái chuyện biết của mày cứ nhạt cứ như nước ốc. Thế mà mẹ cứ tưởng. Này, biết thế có mà cho thêm tạ muối vẫn chưa biết gì. Thế mẹ yên tâm rồi chưa? Yên tâm cái gì mà yên tâm? Mẹ bảo này, thế ở lớp con ý, đã có đứa nào nó có bạn trai chưa? Bạn trai á? Ừ. Đứa nào chả có. Đứa nào cũng có ấy à? Vâng, chúng nó à, còn có cả Đan Linh cơ. Linh hả con? Ừ. Cái gì Linh hả con? Đan Linh ý. Đan Linh à? Ừ. Là cái gì? Đan Linh có nghĩa là người yêu. Người yêu á? Vâng. Có cả người yêu rồi? Có cả người yêu rồi mà con kể cho mẹ nghe. Nhớ cái trang lớp con có một ông già như ông nội nó. Ủa. Đầu hói như sân bay tiêu chuẩn quốc tế. Ừ. Ngày nào cũng đưa nó đi học. Ôi dồi. Mà chiều nó lắm nhá. Thế à? Mua cả điện thoại di động cho nó nữa cơ. Ừ. Mà mỗi một tội. Tội gì? Toàn xưng anh em. Anh em hả? Vâng. Ừ. Mà chưa hết, còn cái Hà lớp con, nó có một anh người yêu mới đi tù. Ừ. Ngày nào hai đứa nó cũng viết thư hí hoáy anh ơi anh à em ơi em à cho nhau, nó đỡ buồn cơ mẹ ạ. Ôi dồi ôi, ghê lắm. Thế này thì không được rồi con ạ. À, xem tivi ở nhà đến cái cảnh hôn nhau mẹ còn phải bịt mắt con lại, thế mà con lại chơi với cả các bạn như thế thì không được rồi con ạ. À, đâu cảnh hôn nhau con vẫn xem bình thường ấy thôi, nhưng mà cuốc đầy. Xem bao giờ? Ờ thì ngay sáng nay thôi. Ôi dồi, tôi chết rồi. Nhà hạnh phúc. Ôi tôi chết rồi, mẹ dặn mày như thế nào hả? Dặn như thế nào rồi mà không nhớ hả? Đâu, con bịt mắt rồi đấy chứ. Nhưng đúng lúc cái cảnh hôn nhau con bịt mắt thì mẹ lại gọi điện về. Thế con phải bỏ tay ra ngay điện thoại, thế là nhìn thấy. Thế này thì không được rồi, phải tính cách khác thôi. À, mẹ nghĩ ra rồi. Hay là mẹ xin chuyển trường cho con nhá. Chuyển đến một cái trường mà toàn nữ là nữ ấy nhá. Ôi dồi ôi, làm gì có cái trường như thế à mẹ? Mà có thì con chả học đâu. Sao lại không học? Chán lắm. Chán cái gì? Mà bây giờ mẹ tính nhá, mẹ không biết bây giờ có cái bệnh ngất tập thể trong lớp học mà có nhiều nữ à? Đấy. Ngất thì làm sao? Ôi dồi ôi, thì con hỏi mẹ, không có bạn nam thì bạn nữ làm sao mà đỡ được? Ơ cái con này, nữ đỡ được hết, cha làm sao mà không đỡ được à? Mẹ hơi bị nhầm luôn. Hôm vừa rồi nhá, thứ tư nhá, con Dung béo lớp con nó nặng những 70-75 cân, thì con hỏi mẹ nó ngất ra đấy. Không ba bạn nam đỡ thì làm sao con gái đỡ được? Không thể đỡ được. Mà bây giờ con gái mẹ nhá, chim sáo yêu quý của mẹ nhá, nằm lăn ra đấy ngất. Không bạn nam đỡ thì bây giờ ai đỡ? Nhưng mà không được con ạ. Các cụ ngày xưa đã dặn rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Bây giờ cứ để cho con học ở đấy, con lại chơi với cả các bạn như thế. Con cứ gần các cái loại mực như thế thì làm sao mà con dạng được hả con? Con dạng như thế nào? Hả? Con vẫn dạng bình thường. Dạng bình thường là dạng thế nào? Con vẫn sáng vẫn tốt thế này. Không sao đâu. Vẫn sáng vẫn tốt đâu. Không được rồi. Bây giờ mẹ phải tính cách khác thôi. Chứ bây giờ cứ thế này rồi, nhỡ đâu mày vác về cho mẹ một ông rể mà đầu hói như sân bay hạng nhất, hay là một cái thằng vào tù ra tội thì chết con ạ. À. Nhá. Mẹ, mẹ yên tâm. Người yêu con á, phải đủ 4 tiêu chuẩn Hàn Quốc Korea chính hãng cơ. Korea chính hãng ấy à? Vâng. Thế nào? Mắt một mí. Ừ. Ví nhiều tiền. Hả? Bố mẹ hiền. Và đi xe xịn. Đi xe xịn à? Vâng, phải như thế cơ. Mà thằng nào bố mẹ nó làm to thì càng tốt. Bạn con bảo à, bây giờ à, cái thằng nhiều tiền nó không bằng cái thằng mà một tay che cả bầu trời đâu mẹ ạ. Một tay che cả bầu trời. Vâng. Ôi dồi ôi con ơi, mày học đâu ra cái lối sống đấy hả con? Hả? Thì con học từ thần tượng của con đấy. Con kể cho mẹ nghe nhé. Ở trường con ấy có một chị à, chị vừa xinh đẹp này, nhà giàu này, học giỏi này. Ừ. Mà toàn mặc áo hở vai với quần cạp trễ đi học thôi. Thế à? Ở chị ấy à, hội tụ rất nhiều điểm mà ai cũng phải ước ao. Sáo ơi, Sáo yêu
yêu sáu quý của mẹ ơi. Mẹ bảo này, thế con có thương mẹ thương bố không? Có. Thế à? Thế con thương bố mẹ thì con phải nghe lời mẹ nhá. Con ý, mãi mãi là con chim sáo bé bỏng của bố mẹ nhá. Con đừng có sổ lồng sớm mà bố mẹ buồn lắm nhá. Bây giờ con nghe lời mẹ, con đi học, con đừng có gần các bạn trai, đừng để cho nó cầm chân cầm tay nhá. Rồi mặc quần áo thì phải kín đáo vào, đừng có hở hang ra mà mẹ buồn nhá. Bây giờ ấy, đừng có chơi với bạn Trang bạn Hà nữa, như thế là xấu lắm đấy con ạ. Như thế là xấu hả mẹ? Ừ. Cái gì? Sao lại không nói nhiều nữa. Bây giờ quán triệt luôn đây này. Đi học không được chơi với các bạn trai. Ở nhà chờ mẹ đưa đón, không được để cho nó chụp ảnh quay phim, nhớ chưa? Bây giờ đứng lên đi học. Lên lên. Nhìn à, kéo cao cổ như là tao khóa cửa ấy kìa. Đi. À thôi, này, đeo khẩu trang vào. Tụi lại cái gì nữa này? Con không đeo cái giỏ mõm mày đâu, trông như là ninja ấy. Cái gì? Cái gì giỏ mõm, cái gì ninja? Cái này này. Đeo vào. Đeo vào đi. Ra đường cho chúng nó khỏi nhòm ngó. Đeo vào cho mẹ xem nào. Nhanh lên. Được. Vừa đỡ bụi vừa đỡ bị giòm ngó. An toàn thế còn gì nữa. Khó chịu lắm. Khó chịu cái gì? Nghe lời mẹ nhá. Ngoan thế có phải mẹ yêu nào, đội mũ vào nhanh lên. Nhanh lên, xe không có muộn học rồi. Nào ngồi lên. Con ghét đội mũ lắm. Mà mẹ dặn đây này, đi ra ngoài đường ấy không được nhìn ngang nhìn ngửa, nghe chưa? Mặt phải úp vào lưng mẹ đây này, không có nó nhìn thấy nó vồ cho một cái là xong, nghe chưa? Nào ôm vào người nào, nhanh lên. Ôi. Ôi giời ơi, kéo cái áo lên xem nào. Đeo khẩu trang vào tận lớp thì có làm sao? Thôi đi mẹ ơi, thế nào vào lớp chúng nó cũng trêu con là mặc hai áo đây này. Thế hôm nay có mấy tiết? 4 phát ạ. Hả? Úi giời ơi, đứa nào mang súng vào lớp à? Rồi ôi mẹ ơi, 4 phát có nghĩa là 4 tiết. Chúng nó bảo ý, hôm nào mà có 5 tiết thì coi như là gục hẳn, không có đứa nào ngóc đầu lên được, vừa mệt vừa đói. Mà con cũng thế con, chúng nó toàn dình những cái lúc đấy để quay phim nhau rồi là bóp lên lắc. Ôi trời ơi, mẹ cấm nghe chưa, tránh xa mấy cái đứa ấy ra. Này, thế blog là cái gì hả con? Là nhật ký trên mạng hay mẹ không biết à? Đứa nào chẳng có. Ôi trời ơi, mạng với chả mẽo, càng phải tránh xa nó ra nghe chưa. Con biết không, nó mà đưa hình ảnh của mình lên mạng rêu rao một lần ý là xấu cả đời đấy nghe chưa. Con biết rồi. Mà mẹ ơi, điện thoại đứa nào cũng có quay phim chụp ảnh, mỗi điện thoại của con là không có thôi. Này này này, thế mày định hơn mẹ mày đi à? Điện thoại của tao thì cũng làm gì có quay phim chụp ảnh. Vơ vẩn. Thế hôm nay 4:15 tan học phải không? Vâng, con tự đi về nhá mẹ nhá. Tự là tự thế nào? Cứ ở đấy rồi tôi đến đón. Rồi ơi, cứ như là ở tù ấy. Này, thế mày nhìn mẹ mày xem có giống người giữ bom nổ chậm không? Thôi, chống rồi con vào lớp đây, chào mẹ. Này, mẹ bảo này. Gì ạ? Này, thế ở trong lớp, con có ngồi cạnh bạn trai không? Bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau, có đứa nào là con trai không, để mẹ con bảo với cô sắp xếp cho. Thôi, con xin mẹ, con muộn học lắm rồi. Cái con này. Này, thế vào lớp nhá, chiều mẹ đến đón. Mẹ ra nào. Mẹ làm được tốt con như con điên này. Con điên càng tốt, mẹ làm cho xấu đi chứ. Mà này, không được nói với bất kỳ một thằng nào nữa chưa. Chị cũng đưa cháu đi học đấy à? Vâng. Tôi cũng thế. Từ khi có chuyện nữ sinh đến giờ, mà cái chuyện ngôi sao tuổi teen hư hỏng ấy, gia đình tôi cứ loạn hết cả lên. Tôi phải tìm đủ mọi biện pháp để quản lý con bé nhà tôi đấy.
khổ quá. Ông xã nhà tôi cứ bắt tôi là phải bỏ công bỏ việc để đưa đón con đi học đấy. Thế à? Mà nghĩ cho cùng, phòng bệnh hơn chữa bệnh chị ạ. Đúng đấy chị ạ. Tôi cũng thế đây này. Tôi phải bỏ cả việc ở cơ quan để đưa đón con bé đấy. Mà bây giờ đẻ con gái cứ như là giữ cái quả bom nổ chậm ở trong nhà ấy. Mà bây giờ chúng nó giỏi... giỏi cái gì ấy nhỉ? Vi tính. À đấy đúng rồi, nó giỏi vi tính lắm chị ạ. Nó đột nhập vào nhà mình lúc nào là mình không biết đâu. Thì tôi cũng thấy mọi người nói như thế. Nói tóm lại, cẩn tắc vô áy náy. Đúng. Còn mình có chót dại, biết kêu ai bây giờ. Đấy, bây giờ mà có bị đuổi việc ý, tôi cũng phải ở nhà để mà đưa nó đi học chị ạ. Quyết tâm không để cho bom nổ. Ừ. Này. Úi dồi. Tí nào cả. Đúng là cái đồ dây cụ. Này. Hai chị bàn về tôi đấy à? Bàn với chả bạc cái gì. Ông ấy, ông phải gọi tôi bằng bác nhá. À. Tôi là mẹ của học sinh ấy này. Quan hệ với con nhà người ta mà gọi người ta bằng chị à? Ôi dồi ôi. Này. Đồ ấm đâu? Nói cái gì đó à? Tôi quen thuộc gì cái người mà xỉa sói tôi thế à? Này. Đây còn đang sốt xình xịch cái này. Ấm mê áp cái gì? Trời ơi, trâu già thèm gặm cỏ non à. Ôi trời. Phải tay đây á, đây phun thuốc trừ sâu cho ăn xong lăn quay ra nhá. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Vì những người như ông nhá, mà chúng tôi phải bỏ công bỏ việc để đưa đón các con đi học. Ông tránh xa chúng nó ra. Tránh xa ra. Để cho chúng nó sống được đúng cái tuổi của chúng nó. Đúng. Để chúng nó được vô tư như chúng nó đã được. Thôi. Tôi nói cho các bố biết nhá. Tôi cũng phải đeo quả bom nổ chậm cho tôi đi học cơ kìa. Các mẹ trẻ ạ. Đừng có tưởng ông già nào cũng chơi chống bỏi. Đồ vớ vẩn. Sống làm sao được cơ chứ. Mẹ cứ lẩm bà lẩm bẩm như bị ma làm thế. Ui giời ơi, đi chợ đau hết cả đầu, chóng hết cả mặt đây này. Sao suốt ngày mẹ mua rau thế? Mẹ nhìn người con đây này, xanh mướt cứ như là con sâu rau đây này. Bố mày không chịu kiếm việc làm ý, thì chẳng có rau muống mà ăn đâu con ạ. Này, mà bố mày ý, học hành không qua trường làng, thế mà kiếm việc gì bố mày cũng chê. Chỉ ngủ là giỏi thôi. Này. Ai bảo bà là tôi chỉ ngủ là giỏi đấy hả? Ôi, thế ông không ngủ thì ông làm cái gì? Bà có biết mấy tháng nay là tôi đau hết cả đầu, bởi vì lúc nào cũng nghĩ cách làm giàu cho gia đình nhà ta không? Mà bà nên nhớ nhá, những lúc tôi đi lại ấy, là không phải tôi đi bình thường đâu nhá. Ôi, thế ông không đi bình thường à? Ừ, tôi không đi bình thường bởi vì là tôi vừa đi tôi vừa phải nghĩ cách làm giàu cho gia đình nhà ta. Bà hiểu chưa? Nhưng lúc tôi đi lại tôi nghĩ cách làm giàu mà vẫn không nghĩ ra. Thế là tôi đứng lại tôi nghĩ. Đứng lại mãi mà cũng không nghĩ ra. Bắt buộc là tôi phải ngồi xuống tôi nghĩ. Này, thế ông ngồi xuống một cái là nghĩ ra ngay à? Ôi dồi ôi, ngồi mà dặn mãi nó cũng chẳng ra. Thế là một quỷ rồi một nghĩ rồi đúng không? Trời. Ê mô, con cái ăn mới chả đói. Bố mày to như con hà mã như thế này. Đường đường là chủ cả một cái tòa nhà như thế này, bố phải quỳ trước mặt đứa nào hả? Đây chẳng qua là bố muốn làm giàu cho gia đình nhà ta, cho nên bố phải đi lại bố nghĩ. Đi lại không nghĩ ra thì bố phải đứng. Đứng không ra thì bắt buộc bố phải ngồi, con hiểu chưa? Nhưng mà bà có biết không? Nhưng mà tôi nằm thì tôi lại ra. Thế ông nằm xuống một cái là ra luôn này. Nằm cái nó ra luôn. Nhưng mà nó chuẩn bị ra cái thì ngủ quên sửa nó mất. Giời ơi, cột cả hứng. Thế mới khổ gì. Mà này. Hả? Trụ cột của gia đình ơi. Thế ông suy nghĩ cái gì mà nó lại khủng khiếp thế? Ôi giời, tức bà không nghĩ, không hiểu à? À? Thế thôi mà mẹ cũng phải hỏi. Ừ. Bố ấy, là bố nghĩ xem tối nay đánh con đề gì. Thế mà mẹ cũng phải hỏi. Ôi giời ơi, bố con mày suốt ngày đề với nó suốt cả ruột. Con chỉ là cái cầm đèn chạy trước ô tô thôi. Này tôi nói cho bà biết nhá. Người ta bảo lấy chồng cờ bạc là sang. Sáng ra gõ cửa, dây vàng em đây. Có là dây vàng em đâu ý. Lại bắt đầu sửa cả thơ của người ta đấy. Này, có phúc mới lấy được chồng đề nhá. Sáng ra một chỉ, tối về
7 cây. Thôi đừng có mờ hão huyền giữa ban ngày đi. Mà bố nói cho con biết nhé, đây chẳng qua là bố đang suy nghĩ cách đổi đời cho toàn thể gia đình nhà ta. Con phải nên nhớ, sách các cụ ngày xưa có câu là gì nhỉ? Một người lo bằng cả kho người làm. Điều này, nhỏ. Không có sách vở gì hết nhá. Ông ra ngay cái mảnh vườn ngoài kia kìa. Ông nghĩ cho tôi là trồng cây gì, nuôi con gì cho tôi là xong. Suốt ngày mơ với mộng. Đấy. Đúng là đàn bà. Đầu to óc thì nhỏ như quả nho. Bà vào trong nhà nhá, để tôi sẽ trình bày cho bà cả một cái vĩ mô về cách làm giàu của tôi nhá, để cho bà sáng mắt ra, bà sẽ tâm phục khẩu phục cái thằng chồng bà. Vào đây, mà cả con, vào đây. Bố trình bày cho cả nhà biết bà ngồi xuống đây. Dòng tai mà nghe. Sách các cụ ngày xưa có câu là chăm bó đuốc sẽ phải vớ được con ếch. Đúng. Đi đi lại lại mãi không ra, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, thì ta phải nằm. Và cuối cùng nó sẽ ra. Tôi quyết định sẽ thành lập một công ty. Công ty á? Chính thế. Ôi trời ơi, công ty? Có mà công ty chuyên ngủ hay là công ty chuyên đánh đề? Này, bà phải giữ mồm giữ miệng nhá. Bây giờ là cán bộ rồi, không phải là chuyên ngủ mà công ty chuyên ôm. Ôi trời ơi. Này, ông học ở đâu ra cái nói mà là lây nào mẹ ông bà ra đông thế hả? Này, ôi trời ơi, bà từ từ để nghe tôi phân tích cái nào. Chứ sồn như là địch vào đồn ấy. Công ty này là không phải là chuyên ôm mà chuyên gọi là làm xe ôm. Này, thế ông định làm xe ôm à? Không. Tôi chẳng hiểu gì cả. Trình bày khẩn trương. Khổ lắm chị. Đây công ty chúng mình là coi như là đào tạo những người xe ôm. Mà tôi sẽ là giám đốc. Thế còn tôi? Bà sẽ là phó giám đốc. Còn con Cố? Con Cố là trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng á? Em thêm làm gì hả bố? Em thêm cho nó là phó phòng luôn. Này, bằng chức như thế thì ai là nhân viên? Mà này, cái con gắng nhà mình năm nay nó mấy tuổi ấy nhỉ? Ông đẻ ra nó mà ông không nhớ nữa. 3 tuổi. Chính bà đẻ ra nó bà cũng không nhớ luôn nhá. Nó đã được 3 tuổi đâu, còn kém 2 tháng rưỡi nữa nhá. Ôi giời ơi, hồ sơ xin việc thì nói 3 tuổi cho nó tròn. Vì con gái là trẻ nhất cho nên cho nó sướng nhất, cho nó làm nhân viên, cho nó ôm thoải mái. Ôm thoải mái á? Tao ôm luôn. Mà thôi, bà hỏi nhưng mà hỏi lắm đấy, chuẩn bị lo một cái gì đấy cho nó đàng hoàng ra mắt đi chứ. Thì ô hay, thế tôi phải lo cái gì? Ô hay, chậm hiểu thế, ít ra phải làm một cái mâm cơm để ra mắt các cụ, sau đó thì ra mắt ban lãnh đạo của công ty. Chúng ta phải đánh chén một trận gọi là tưng bừng khói lửa đấy chứ. Đúng không? Cái này chắc chắn là đủ mà toàn ái. Có ngay con Cố đi theo mẹ. Đúng là phó giám đốc có khác ấy, có tí có sắc thì là như sóc luôn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 4, giờ đại cát, ngày đại lộc, tuần đại hỷ, vợ chồng con Nguyễn Văn Toàn, Vũ Thị Mẹt có làm cái lễ mọn để dâng lên tổ tiên, để trước hết là để cho tổ tiên hưởng chút lễ mọn của trần gian, sau là để làm gì mình nhỉ? Làm thịt con lợn. Trước hết là để như lúc nãy con đã vái, sau là để làm thịt con. Sao lại là để làm thịt con lợn? Ông Khấn đến đâu rồi? Ôi giời, nhớ thì còn hỏi bà làm cái gì nữa thế? Ôi giời ơi, đây, đầy đủ đấy, ông đọc từ đầu đi. Thì bảo ngồi tôi đọc luôn từ đầu lại còn bắt người ta học nhẩm lời mãi rồi bây giờ lại cầm giấy. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy bề trên bề dưới, dạ mong các cụ phù hộ độ trì cho công ty đại xe ôm chuyên ôm chúng con, dạ làm ăn phát đạt, dạ sau này sẽ khấm khá. Dạ vâng ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Sách có câu khắc đi khắc đến, vậy chúng ta cứ đi rồi chúng ta sẽ đến. Đằng sau. Quay.
Khất đi. Khất hết. Công ty bắt đầu triển khai chẳng mấy chốc gia đình chúng ta sẽ khá. Này Đình ơi, thế đường làng vắng vẻ như thế này, liệu có ai đến học không hả mình? Ồ hay, thế mình mới gọi là người gọi là sáng chế với khai phá mảnh đất đầu tiên chứ gì. Sách có câu là hiền nhân đãi kẻ khù khờ đến trước à? Đấy, cột mốc đây rồi. Chả mấy chốc này cái đường ở trước mặt nhà ta nó to mênh mông bể sở ra, và người đi lại cứ nườm nượp. Lúc đó có khi mình phải mở thêm cả một đại lý phải mở gọi là thêm một tổng công ty chứ. Lúc đó mình sẽ là phó tổng giám đốc. Ghê không chưa? Đương nhiên là phó tổng giám đốc là công ty. Ừ, đấy. Này, em phục cái đầu mình lắm đấy. Đấy, lấy nhau bao nhiêu năm giờ mình mới phục cái đầu của tôi à? Đấy, cái quan trọng nhất là tôi là người khai phá ra gọi là độc quyền ý. Sắp tới tôi sẽ đến cục sở hữu trí tuệ đăng ký độc quyền luôn. Độc quyền à? Ừ, thôi bây giờ mình đi ném tờ rơi đi để cho học viên của chúng ta được đông nhé. Vâng, em đi mình nhá. Mình đi các con nhá. Rồi. Công ty chuyên ôm nhận đào tạo xe ôm, đảm bảo chất lượng cao, giá cả phải chăng, ra trường được cấp bằng ôm, chứng chỉ và tạo cơ hội có việc làm ôm ngay. Ôi giời ơi, vẫn ngủ à? Dậy đi, ngu tí của mẹ, dậy đi, nằm dậy đi, sao đèn ngay ngủ thế này? Ôi, ngủ lắm. Dậy đi. Dậy làm gì? Dậy đi với mẹ. Đi đâu? Ôi dồi, hôm qua nó bảo rồi, dậy sang nhà chú Toàn, cái mặt lơ ngơ như là làm thơ này á. Ý mẹ này, mắng con là hay ăn lười làm giống mấy ông làm văn làm thơ ấy. Không, ý mẹ không thế. Ý mẹ bảo là cu sang nhà chú Toàn, dậy lớp khai giảng xe ôm khóa 1 nhá. Đi, đi, đi. Ôi giời ơi. Sao? Đi làm xe ôm gì phải học. Sao lại không học? Cái thằng này mày chủ quan thế là không được đâu nhá. Cái thằng này. Mẹ thích con đi làm xe ôm á? Ừ. Mua cho con cái A còng đi. Con làm xe ôm cho. Trời ơi, xe ôm lại đời A còng. Con mà A gù thì có ấy. Con ơi, mẹ xem bói rồi. Ông thầy bói bảo con phải giữ cái nghề cổ truyền. Con sang nhà chú Toàn với mẹ. Ủa, nhà mình có nghề cổ truyền á? Ôi trời ơi, nghề thông dụng nhất, cổ truyền nhất, sang trọng nhất. Nghề gì mẹ? Chị mẹ nói đi, nói thẳng ấy, cứ nghề xe ôm chứ còn nghề gì nữa. Ui giời ơi, nghề xe ôm cổ truyền với gia truyền với sang trọng. Chứ không à, đến đời mày đời thứ tư nhá. Đây này, cụ cố nội nhà mày kéo xe tay, ông nội nhà mày đạp xích lô, biết được bố mày không sinh khả ố, đi xe ôm, xe máy ôm. Thế còn mày nhá, học hành tấn tới giỏi giang á, thì ô tô ôm là cái chắc. Ô tô ôm. Trời ơi, con xem cả làng này không ai bằng nhà mình nhá. Này, mấy chục năm nữa có khi họ phải dựng bàn thờ thờ bố mày đấy. Úi dồi, mẹ cứ nghĩ cái ngày ấy à, cứ như hoa gạo nở tháng 3 trong bụng mẹ. Mẹ sung sướng lắm. Ai người ta lập bàn thờ thờ bố làm cái gì? Thằng này ngu quá. Bố mày là cụ tổ của nghề xe ôm ở cái làng này, ai cũng học bố mày. Thế chả thờ bố mày thờ mày chắc. Thôi 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 thôi, chả ai người ta làm cái việc cái đâu. Mẹ đừng có mà mơ. Thôi thôi thôi, mặc quần áo đẹp vào rồi đi sang nhà chú cho nó bắt mắt đi. Mỗi bộ này nó đẹp nhất rồi còn gì nữa. Con ơi, con mặc thật đẹp vào, nó như là cái bông hoa nở ấy. Thôi ruồi muỗi nó mới bâu vào. Thôi thôi mà đi thôi. Thôi, mẹ nói nhiều quá nhức hết cái đầu. Mày ngồi đây, để tao xin phép bố mày đã. Ông ơi, tôi đã tìm thấy nghề của con rồi, nghề gia truyền ông ạ. Ông sống khôn chết thiêng về phục vụ đồ chỉ cho con. Nó hôm nay nó sang nhà chú Toàn, nó dự khóa khai giảng xe ôm khóa 1 ông nhớ. Ông giúp đỡ đi 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 con ơi đi đi. Này, con phải học thật giỏi nhá, cho xứng đáng là nghề cổ truyền của bố con nhá. Vâng. Cái gì đấy? Con lại mang cái này đi làm gì? Mang cái này đi ở đường có con nào tiện thể con nào con. Tốt khá, đi 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 con ơi. Con chị trông như là bông hoa dâm bụt đi. Tại cái áo này chú nói hay thật đấy. Đã dâm lại còn bụt, đã bụt lại còn dâm. Bông hoa dâm bụt yêu quý của tôi đấy. Thế mời chị ngồi. Vâng, chú cho ngồi rồi. Chị làm điếu. Tôi không biết hút. Không biết hút à? Thế chị tua xa bà xã nhà em. Bà xã nhà em là mỗi một ngày là phải hút vài ba điếu thuốc lá, xong rồi thuốc lá lại vã ra thuốc lào, thuốc lào xào ra cả thuốc mẹ. Tôi hỏi khi không phải
Thế chị nhà nghiện à? Như nghiện nhà là chứ để nghiện hơn cả nghiện chồng ấy. Đã thế còn có cả thơ về điếu cày nhá. Toạt đầu anh nắm cổ tay, anh vỗ đến bộ nàng tụt đốn lên. Rên sao cho sướng mà rên, mất tiền mà lại mua thêm cái khẩu. Hay dạ. Chưa hay bằng cái điếu bát. Điếu bát này gọi mình tròn trùng trục như quả bưởi, cái lỗ sâu sâu đút sọt vào, thủy hỏa giao nhau sôi hùng ngục. Cảm ơn cô mình một phút sướng làm sao. Văn thơ linh láng lại chào ra mẹ, thơ để cặp quần nói làm chi. Thế thì quá hay cái gì? Có vãi. Hay cái gì? Hai mẹ con bà đến đây có việc gì đấy? Chả là thế này chú ạ. Nhà tôi có nghề truyền thống. Cha truyền thì con phải nối. Đúng rồi. Thế nhưng mà chẳng may nhà tôi mất sớm. Không ai truyền được. Hôm nay tôi đi chợ tôi nhặt được tờ rơi. Chú mở công ty ôm. Đúng rồi. Thế cho nên là tôi mang cháu sang đây để nhờ chú dạy bảo cháu làm sao thành một người lái xe ôm chuyên nghiệp chân chính. Tốt. Chị có ý thức để cho con gọi là tiếp bước cha ông như đấy. Thế là gia đình nhà chị phải nói là rất có giáo dục đấy. Thế nhưng mà tóm lại là ý chị như thế nào, chị cứ trình bày. Chả là thế này chú ạ. Vâng. Tôi sợ là bị thất thoát về gia truyền, mà ông nhà tôi ở dưới suối vàng, chẳng may mà tôi xuống thì tôi biết ăn nói với ông thế nào, cho nên là tôi phải nhờ chú giúp tôi. Khổ thế đấy chú ạ, à, chú thông cảm chú mẹ giúp tôi. Mẹ khóc đùa đấy. Mẹ khóc thật chứ tôi lại khóc đùa rồi. Khoan, mẹ có đuổi ấy, không làm gì để ông khóc đùa đâu. Ừ, chú ơi. Ôi ôi, mẹ con giống đùa lắm, chú rồi đâu đi kìa. Làm theo ôm như để nối thôi. Thôi, nghề của bố chờ. Thôi chú. Tự nhiên hay mẹ con bà đến mới khóc toáng lên, hàng xóm láng giềng người ta tưởng nhà tôi có đám. Thì chú lạ thật. Không. Không à mà thôi, thằng này đứng dậy. Con đứng dậy cho chú xem. Mới quan trọng sao nào. Chú thấy ăn đòn chưa? Thấy, chú thấy ăn đòn chưa? Trông thằng này như con cá kiếm ấy nhỉ. Dáng thì được, nhưng mà tôi lo sức khỏe không bảo đảm. Sao lại không bảo đảm? Bởi vì thằng này mà chống xe còn không được ôm cái gì. Ây là chú ơi, nó cao 1m70 nhá. Nặng 80 cân nhá. Nói thật với chú nhá. Vừa rồi cháu đi tuyển phi công đỗ rồi, trúng 100%. Đỗ rồi. Tôi không cho đi đấy. Sao thế? Tôi sợ trên nó bay trên trời nhá. Ngàn cân treo sợi tóc. Nhà tôi sợ nó uốn cánh mất giống à. À ừ, thế thì chị có ý nghĩ như thế là thật là đúng. Con người thế là phải đi dưới đất thì từ bay lên trên trời làm cái gì? Cháu nói chú nhà riêng nhá, mẹ cháu mà cho cháu đi phi công bây giờ cháu được lái máy bay bà già lâu rồi. Thế nhưng mà tóm lại nói thật sự với chị là thằng này dáng vóc có đẻ cứ được, thế nhưng mà sức khỏe tôi sợ nó không bảo đảm. Ôi giời ơi. Chú ơi, trông nó liều khỏe thế này mà nó khỏe lắm nhá. Hôm đó nó vác 2 con chó nhá, hơn chục cân mà nó vác được đấy. Dạ đấy hơn chục cân. Riêng con vàng con là 15 cân, con vận 20 cân. Đấy. Vị chi nó 30 cân chó của người ta đấy, hơn thế chục cân. Thôi, hai mẹ con bà cứ đừng nói phét. Úi giời, chú không tin à? Hơn 30 cân. Mày ra vác chú cho mẹ xem. Chú không ngồi đấy để nó vác. Nhưng mà con sợ chú to, vác không được. Ngu thế. Mày coi chú như con vẹn ấy, mày mới dễ vác chứ. Đúng rồi, đúng. Phải cho nó say cho mới vác, đúng, nó mềm người vác mới dễ. Đúng rồi, được rồi. Chú kia chí nó sẽ vác chú. Đó mặt chưa, đây là chiêu độc của bố mày đấy. Đấy, thằng này nhá, đi chọc chó 10 năm nay rồi, con chó nào phải phục sát đất để kinh yêu. Chỉ giúp thôi miên thì của bố mày đấy. Này, bố nó chóng mặt lắm rồi đấy. Mặt chưa, bố mày cắn một mắt là mày sâu quẳng luôn đấy. Ui, chóng mặt rồi, chóng mặt rồi. Mẹ ơi, mẹ, đi quăng nó qua ra. Con lại cứ tưởng con chó to. Chú thông cảm. Cháu đi biết bắt chó hơn chục năm nay, nó nhìn ai như con chó, chú thông cảm nhá. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Rất có câu là làm việc cái đầu nhá. Đúng. Ở bộ óc nhá. Đúng. Không ai làm việc bằng chân tay nhá. Đúng. Bằng cái thòng lọng nhá. Vâng. Tóm lại sức khỏe thằng này ổn đấy. Được á. Sức khỏe cháu ổn rồi chú. Được. Nhưng mà tóm lại là bây giờ mày thích học xe ôm cái loại nào? Ủa thế xe ôm mà cũng phân loại chú? Sao thì xe ôm không có loại? Nó có 3 loại thôi. Loại đầu tiên là loại nghiệp dư, loại chuyên nghiệp và loại thứ ba là loại bán chuyên nghiệp. Đấy, hai mẹ con bà bán đi. Vâng, con ra đây bán. Này, chú xin.
1, 2, 3, chuyên nghiệp. Tốt. Muốn trở thành người sale chuyên nghiệp, trước hết ta phải tụ hội được 3 yếu tố sau đây. Yếu tố gì hả chú? Thứ nhất là phải có vóc dáng. Có nghĩa là không đi ra phong nhã, đi vào hào hoa như tôi, thì cũng phải râu hùm, hàm én mày ngài. Để làm gì hả chú? Ô, không hiểu à? Để có thể dọa khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. À, thế thì mẹ ơi, đợt này mẹ cho con để lông nhá. Đấy, vâng, hiểu chưa? À, cái thứ hai, người sale chuyên nghiệp phải biết tạo ra một cái bản sắc riêng. Có nghĩa là người sale chuyên nghiệp có thể đứng trước hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người sale ôm mà mình vẫn nổi bật là một thành sale ôm chuyên nghiệp. Để làm gì hả chú? Ô hay, không hiểu à? Để tranh khách. À. cái thứ ba, người sale ôm chuyên nghiệp là phải biết thức thời, phải biết nhanh chóng cướp thời cơ, cướp lấy cơ hội. Mỗi khi mà cơ hội nó đến thì nhớ, có nghĩa là phải nhanh chóng rút tiền, phải xin tiền và moi tiền trong túi khách mỗi khi có thời cơ, hiểu chưa? Khó, khó đấy. Mà, khó thật đấy. Quá khó, sale chuyên nghiệp có phải dễ đâu. Vậy bây giờ tôi thử cho bà xem một cái trách nhiệm, xem bà thuộc cái loại sale nào nhá. Vâng, nhá. Vâng. Ví dụ, bà đang ở trên xe ô tô, bước xuống. Đấy, trước hàng chục người xe ôm, có thể có anh xe ôm, có chú xe ôm, có bác xe ôm, có ông xe ôm, thậm chí có cả cụ xe ôm, mà có cả thằng xe ôm luôn. Vậy thì bà sẽ chọn người xe ôm nào? Trong đó gồm có 4 mục A, B, C và D nhá. A là một anh xe ôm mặt mũi nhẹ nhàng hiền dịu, nói năng nhẹ nhàng, đi xe vừa vừa mà tầm tiền cũng vừa phải. B là một anh mặt lạnh, dáng vẻ có vẻ phong trần, đi xe hầm hố, tiền cũng vừa phải. C là một anh đẹp trai, nói năng nhẹ nhàng, đi xe xịn và giá tiền cao bút. D tất cả các phương án trên. Bà chọn đi. Khó vậy. Mất cái nọ để bỏ cái kia. Đấy. Không không, A cái gì? Theo tôi chọn phương án D. D. Sao? Phương án D. Bà chọn phương án D. D. Bà đã chắc chắn chọn phương án D. Chắc chắn. Nhưng mà phương án này là không có sự trợ giúp nào đâu nhá. Kể cả không gọi điện cho người thân, không hỏi ý kiến khán giả, mà cũng không có 50/50 nhá. Nhất trí. Thằng này là khán giả nhá, đứng ra ngoài nhá. Thế bây giờ bà chọn phương án D. Thì theo tôi thì bà có thể giải thích kỹ một chút về phương án D nó là như thế nào. Ý 1 của phương án A. Ý 2 của phương án B. Ý 2 của phương án C. 2 của C. Thế có nghĩa là nó thế nào? À, có nghĩa là xe đẹp, giá rẻ. Ôi dồi ôi, nhất là đẹp trai là tôi ôm ấy. Có được không? Bà có một cái nhược điểm và là rất giống tôi. Đấy. Nhưng mà tôi nói cho bà biết nhá, cuộc đời là không bao giờ cho ai tất cả nhá. Được cái nọ là bao giờ mất cái kia nhá. Không bao giờ được hết tất cả như thế nhá. Tiếc nhỉ. Tiếc như này làm gì có cái chuyện mà được tất cả thế mà rời cho bà tất cả thế, có mà bà ăn đủ à? Chính vì thế cho nên thôi bây giờ tốt nhất như thế này nhá. Bây giờ mời bà và cháu đi ra ngoài kia, ta cứ thực hành luôn. Đồng ý. Đi con người lái xe ôm, cái kiểu ngồi lái xe ôm cũng rất quan trọng, cũng có 3 kiểu ngồi lái xe ôm. Ui, đấy. Nhiều thế cả chú. Kiểu thứ nhất chú dạy nhá, có nghĩa người ngồi lái xe ôm đầu tiên, kiểu thứ nhất là kiểu đương đầu với thử thách. Ta chỉ ngồi một chút ở cái mớm cái đầu yên thôi, hiểu chưa? Cái kiểu ngồi này là dùng sức của hai cánh tay, cơ vai và cơ lưng, thậm chí cả cơ bụng nữa. Đấy, lao thẳng về phía trước. Ôi giời ơi. Mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước như là kiểu chú cháu chuẩn bị bắt trộm chó. Đấy. Chú ơi, tức là như này nhá. Dùng đúng cái xương cụt để tì vào cái đầu yên thôi. Chính xác luôn. Đâu, chú ngồi lại đúng đây. Thế cháu xem này. Đây, ngồi thế này. Ngồi như chú trông như thằng già sắp chết. Chết là chết thế nào, còn lâu mới chết. Kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai là kiểu ngồi 2-1. Ta lại ngồi sát thằng tận sau yên. Đấy. Tức là cái kiểu kia thì ngồi đầu yên, còn cái này là ngồi đít yên. Đúng rồi, chính xác này, thông minh. Kiểu này thì hơi tốn sức khỏe một chút. Cháu hiểu chưa? Phải dùng toàn bộ cơ tay, cơ vai, cơ lưng, cơ mông, thậm chí cả cơ đùi nữa. Đấy, cháu thấy bỏ hết cả người ra thế này mà. Đấy, để ôm khách hàng vào trong lòng. Cháu có biết cái kiểu mà cá ướp muối không? Nhưng mà ngồi cái kiểu như chú thế này thì người ta bảo đây là xe nằm chứ còn xe ôm.
Thế bây giờ khách ngồi đâu? Không ngồi đây. À quên, quên không chú thích. Có nghĩa là cái kiểu ngồi thứ hai này là kiểu này là khách là phải khách nữ. Có hai kiểu này thôi gì? Không, là hai kiểu, ba kiểu. Còn kiểu thứ ba này là kiểu quan trọng. Kiểu thứ ba này là kiểu mà sang trọng hơn một chút. Còn kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Kiểu này là ta không dùng mắt nhiều. Đấy. Mà kiểu này là dùng một tay là chính. Bởi vì ta nhìn ngang. Mà là không chơi với phanh. Mà chủ yếu là chơi với số. Kiểu này của chú ngồi thế này công an người ta mời vào đồn sớm. Mà sao phải nhát chết thế? Đang dậy mà cứ nhảy vào mồm người ta chặn động là thế nào? Tí, mày ngồi cho chú xem. Cháu nó ngồi đẹp lắm đấy. Chú ngồi, cho nó ngồi được không? Ngồi được. Mày ngồi theo kiểu của chú thì cháu ngồi được. Sao ngồi, mày ngồi thử cho nào. Chú ngồi cho ngồi. Thực ra nhiều ngồi cái kiểu của chú ấy cháu nói thật. Nó cháu cảm giác như nó tốn cơ với cả tốn sức. Thế tại sao chú không nghĩ ra những sáng tác những cái kiểu ngồi nó đẹp hơn? Cháu nói ví dụ nhá. Chú ngồi cái kiểu này này. Thế nào kiểu nào? Chú ngồi cái kiểu như thế này này. Đấy. Đấy, tức là đi xe chỉ lái bằng hai ngón đây, hiểu không? Đấy, vừa đi vừa huýt sáo. Cái kiểu này thì người ta gọi là cái kiểu ngồi là chó xe tát ao. Hiểu không? Hoặc là chú ngồi theo kiểu này cho cháu. Đây, chú ngồi thế này nhá. Chú vắt chân bằng tròn đấy, lái bằng đèn. Hiểu không? Đây ngồi này có phải ung dung nó thoải mái không? Kiểu này gọi là cái kiểu là ếch ngồi đáy giếng. Đấy. Cái kiểu ngồi nó cũng phải có đầy chất thơ như thế chứ, nó phải văn học chứ. Ngồi chú ngồi được kiểu cơ học nó mệt. Kiểu này kiểu văn học gì? Đây kìa. Cái gì? Đang dạy ông này, ông lại ngồi chồm hổm lên xe thế này. Nói cho chú biết nhá. Tôi muốn nói thế để cháu ngồi rất đẹp là lần khác. Đẹp thế mà bà nhìn thế mà bảo đẹp à? Thế là đẹp có gì nữa? Tôi đang dạy cách ngồi để lái xe ôm chứ không phải tôi dạy cách ngồi cho đẹp hay cho nó xấu đâu. Bà để còn hơi tí là bà bênh con ấy. Thôi tốt nhất là bà đứng ra kia. Vâng. Coi như bà giả vờ như là bà người khách ấy. Vâng. Nghe thằng cu tí này nhá. Dạ. Mày coi như là mày thằng lái xe ôm. Vâng. Ví dụ mẹ mày là khách ở kia thế mà mày ra mày đón khách. Chơi luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời, tôi bảo là từ từ đập tôi mà nó nổ máy tật à. Ôi trời ơi, thế này tốn hết cả xăng gần 20.000 một lít xăng. Xuống, hỏng xe của tôi bây giờ. Đây bây giờ chỉ là tập thôi nhá. Đấy vừa nãy là tôi mới bảo là chuẩn bị bắt đầu kìa chứ. Khi là tôi hô bắt đầu thì hai người mới được bắt đầu. Từ nãy mới là chuẩn bị đã bắt đầu đâu. Thì chứ bắt đầu luôn đi. Bắt đầu thì cũng phải từ từ đó. Bây giờ tôi hô 1, 2, 3, hai người bắt đầu thì bắt đầu nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Mẹ ơi, mẹ đi xe ôm con chở mẹ. Có. Ôi trời ơi, có cái gì bạn. Phải rõ đi ra nhá. Hỏng hết cả việc rồi. Sao lại thế à? Thế là mẹ ơi thì còn làm ăn cái gì nữa mẹ con. Cái mụ này nhá không có liên quan gì với cậu cả. Đây chỉ là khách thôi. Đúng rồi mẹ ơi. Đóng kịch đóng coi kịch cho mẹ ơi nhá. Nào, lại đi. Bắt đầu lại. 1 2 Tôi có ý kiến ạ. Tôi vừa đi vừa hát cũng được không ạ? Ô tốt quá. Như thế là càng mát mẻ cho cái công trình xe ôm của chúng ta nhá. Tuồng trèo cải lương dân ca có cái gì bà cứ chơi hết cho con. Nào, bắt đầu. Đời su buồn nghe mênh mang mênh mang. Bắt chứ không đi bảo theo em bắt bướm vàng không nhưng mà bắt làm sao được làm sao ở cái hoàn cảnh này thì không muốn bắt cũng không bắt được chứ hoàn cảnh làm sao không gian thời gian cũng như là địa điểm không thể bắt được thế bởi, là vì sao bởi vì là ở trên D thì lấy đâu ra xe ôm mà bắt ôi giời ơi trên D yên phụ có mà đẩy chứ cả làm sao mà không bắt được thế bắt nhưng mà người ta đang ở trong cái đám cưới. Ví dụ bắt cái bà này bà đang về nhà chồng bắt em ơi đi xe ôm không thì chồng có ra nó vả vỡ mồm à lại nhá. Vâng thế lại mẹ lại mẹ lại nhá lại đi em ơi dạ đi xe ôm không anh chở có ạ ra đây ra đây ra đây em lên xe đi thế em ngồi đâu ô em ngồi đây ôi chủ em chẳng ngồi đâu sợ lắm ô không em ơi ngồi đây an toàn lắm anh gọi là anh bao bọc an toàn lắm thầy anh dạy là cái thế này là gọi là thế ngồi 201 ngồi thích lắm lên chở lên đây khổ quá thôi anh ấy dạy thôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ không ngồi đây biết dậy mà lại hỏng hết kìa mà nghe bà hát thì tôi còn mệt gấp trăm lần ấy mà thôi tóm lại là không có tập tành nhá bây giờ cậu đi đâu chưa thực tế luôn đúng rồi cho thực tế luôn dạ vâng đi mẹ ơi ôi giời ơi giời ạ chú ơi ơi cháu bảo này
Hả? Này, hay là mình chuyển địa điểm ra chỗ khác? Chưa cái đường này vắng như chùa Bảo Anh, cấp đến Ma Tây đâu. Ủa giời, cháu này nhớ sách có câu là không kiên trì là bất bại luôn, hiểu chưa? Nhẫn nại. Có mục tiêu rồi. Hả? Con gái. Nhưng mà rất khoát người này thần kinh. Sao thế? Lại vừa đi vừa vứt rác. Bây giờ là đến nhiệm vụ của cháu rồi. Dạ vâng ạ. Nhiệm vụ của cháu lúc này là vô cùng cao cả nhá. Vâng. Cháu nên nhớ kỹ một cái câu là bắt nhầm cuốn hơn bỏ sót. Dạ vâng. Chưa? Bây giờ cháu phải làm tốt cái nhiệm vụ này thì chính thức chú hôm nay sẽ trao cho cháu một cái bằng gọi là chứng chỉ là xe ôm chuyên nghiệp luôn. Ui giời, được chưa? Thế hả chú? Con ơi, cháu cố gắng ạ. Con ơi. Dạ. Con phải nuốt hết lời của chú giọng nhá. Dạ, để vâng. Con cố lấy bằng chứng chỉ cho bố con mừng nhá. Dạ vâng. Mẹ. Con đi nhá. Con đi. Cố gắng con nhá. Chú đi nhá. Em được. Ôi trời ơi. Đi nhá. Chú thấy chưa? Trời ơi ông ơi. Con đã thành tài rồi ông ơi. Em ơi, đi show anh chở em ơi. Không. Ôi dồi ôi, trời nắng thế này mà sao lại đi bộ thế này thì hỏng hết chân thì còn gì nữa. Ôi ôi, chân đẹp thế này mà đi bộ thế này nó hỏng hết chân em ạ. Anh nhìn thấy anh thương xót chân cho em quá em ơi. Đi không anh chở. Không. Khổ quá, thế làm sao mày không đi? Mời đang ngoan gắt cổng có đi không? Ôi giời ơi, nhà người ta gần ngay đây có phải bước chân đi làm cái gì? Không đi cũng phải đi. Nhìn đây. Này. Mày làm cái gì thế? Ôi. Chóng mặt chưa? Chóng mặt chưa? Ôi trời ơi. Chóng mặt chưa? Chóng mặt chưa? Đấy, chú thấy không? Thằng này có tốt chắc có sợ sao ông? Thế này tôi yên tâm rồi. Tốt quá. Ông ơi, ông chả sống mà nhìn thấy con. Con đã thành tài rồi ông ạ. Bà nên nhớ, sách có câu là thầy nào trò ấy. Vâng. Thầy học trò của tôi mà lẹ. Tốt quá. Cô thắng bạn đúng không? Đây là chuyến hàng đầu tiên. Em xin được tặng thầy. Cảm ơn. Em xin được tặng mẹ. Anh ơi. Ủa kìa. Thế này là thế nào? Mình. Dạ. Thì là chiến lợi phẩm chuyến hàng đầu tiên em xin được biếu thầy ạ. Rồi mày biết đây là ai không? Ai à? Vợ tao đấy.